Chào bạn nha. Nay để mình quay cái anh thợ cưa cây, anh leo lên cây sài, anh hạ cái sài các bạn. Đó, anh đang leo lên cái sài đó các bạn. Quá tuyệt vời. Giờ anh ta đang hạ cái nhánh đó lại để cho nó chống, là anh ta đang leo lên kìa các bạn. Anh ta di chuyển rồi, mấy anh kia gì đấy các bạn ơi. Trời ơi, nó không chịu xuống, nó còn dính nhánh nhỏ nữa. Thôi ơi, anh ta nằm đó, anh ta cột cái băng quấn băng keo điện lại, băng keo lại cái chân chỗ đó, nó bị dây điện nó bị xước nha các bạn. Nó gió thổi nó ra dính vô dây cây sài á, cái đó nó bị quặt các bạn ơi, cái đầu nó bị xước vỏ hết trơn rồi. Giờ anh thợ anh lấy đồ, lấy băng keo anh quấn lại các bạn. Cưa những cây gần nhà đầu này kia là dây điện đầu này kia là rất là nguy hiểm nha các bạn. Sẵn đó anh thợ bị tước vỏ dây điện trơn, anh thợ quấn lại cho chủ nhà luôn các bạn ơi. Đó, anh ta đang quấn lại đó các bạn. Thôi ơi, quấn rồi còn bóc vô đó nữa. Rồi, vậy dữ lắm rồi. Cô quấn rồi phải bảo đảm luôn. Nguyện lực cái xuống nó đeo bên ấy rồi nâng lên. Giật thẳng lại đó. Anh ta đang di chuyển chích lên cái gì đây các bạn.
bởi vì nó khá là nhiều dây điện các bạn, anh ta xử lý cho nó an toàn các bạn. Gieo toàn ten luôn rồi các bạn ơi. Đây đi ra cao hoàn toàn các bạn ơi. Anh ta đang di chuyển chích lên nữa các bạn ơi. Anh ta xử lý rất là an toàn các bạn ơi. Dây điện anh ta xử lý phải từ từ mới được nha các bạn. Có cái anh thợ như này anh thả từ từ xuống. Đây. Anh dùng cái cây cưa tay anh cưa nữa các bạn ơi.
anh dùng cái cây cưa tay cưa nữa các bạn ơi. Rồi còn một nhánh nữa là đã xong cái cây cái ngọn xài các bạn ơi. Đó còn một nhánh nữa là đã xong đó các bạn ơi. Để chắc để coi à, anh lãnh giật cái máy lên anh cắt cái nhánh nó cho nó rơi xuống luôn các bạn. Rồi cái cây xài này cái độ cao cũng cũng rất là kinh khủng nha các bạn. Trời ơi có quạt à. Ê quạt. Ê. Mấy phim cũng la. Mấy con cu hoài la mới đợi chim. Về rồi mới sắm cu mới gắn vô nè. Cu giả cái loại. Làm nghề này khỏi làm gì chứ. Đã cắt ngang cho cái đó luôn các bạn ơi.
Đó giờ mình sang mấy anh này rồi các bạn ơi. Xe nó chạy ngang các bạn ơi. Ê, ê. Rồi. Để anh di chuyển chiếc xuống nữa các bạn ơi. Giờ anh ta xuống thị xã Hạ Gốc nha các bạn. Giờ anh ta Hạ Gốc các bạn ơi. Rồi đã xong các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.